Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si an. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tánh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phật tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lộ. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đảnh lễ pháp thân.